Dùng kem chống nắng 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần, 7 lần, 8 lần. Bạn không thể lường trước được rằng cái việc sử dụng kem chống nắng nó sẽ ảnh hưởng đến làn da của bạn như thế nào sau thời gian dài với những sai lầm mỗi ngày. Cùng tìm hiểu bác sĩ Hiếu của video ngày hôm nay. Hello, lại bác sĩ Hiếu đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của bác sĩ Hiếu. Và như thường lệ, bác sĩ Hiếu có fanpage là bác sĩ Hiếu và group Beauty Tips and Review Cosmetics. Bạn hoàn toàn có thể tham gia vào đây để chia sẻ kinh nghiệm của mình về cách dùng mỹ phẩm. Ok. Điều đầu tiên khi dùng kem chống nắng đó là các bạn tự tin rằng kem chống nắng có thể bảo vệ được mọi yếu tố cho làn da. Một điều bác sĩ Hiếu gặp nhiều nhất trong công việc này đó là rất nhiều chị em cho rằng khi dùng kem chống nắng nó có thể bảo vệ được tất cả các yếu tố nguyên nhân bên ngoài. Và khi dùng chống nắng xong thì các bạn có thể sẵn sàng ra đi chụp ảnh, đi nắng mà không dùng ô nón che. Hay có nhiều bạn cho rằng bôi 2 lần, 3 lần, 4 lần là đủ bảo vệ làn da rồi. Nhưng các bạn có biết rằng để dùng kem chống nắng đúng cách không những là chỉ số option đi kèm mà nó còn liên quan đến cái lượng kem bôi chống nắng. Cái chỉ số khi các bạn bôi kem chống nắng mỏng bằng một nửa so với chỉ số của hãng khuyến cáo thì khả năng bảo vệ giảm đi 8 lần. Tức là bôi mỏng 2 lần thì hiệu quả giảm 8 lần. Vậy hãy hình dung khi các bạn dùng một kem chống nắng SPF là 50 nhưng hiệu quả giảm 8 lần, tức là SPF 50 chia 8 nó còn khoảng 6,2 mấy nữa, 6,25, tức là nó chỉ còn SPF 6 thôi thì gần như nó không còn đáng kể nữa. Nên có rất nhiều bạn bôi kem chống nắng, bôi xong mặt vẫn đen, bôi xong thì vẫn nám. Và đặc biệt là các chị em đang xem video clip này, chúng ta đang làm các thủ thuật xâm lấn với chị nám như là peel này, laser này hay lăn kim phi kim thì hoàn toàn sẽ làm cho da của anh chị bị tăng sắc tố cực kỳ mạnh. Nên nhiều bạn hay hỏi là dùng chống nắng xong tại sao mà vẫn bị nám, thì đây chính là câu trả lời: bôi không đủ lượng. Điều số 2 đó chính là khi các bạn bôi chống nắng lên mặt thì cái điều cực kỳ gặp nhiều đó là mồ hôi các bạn chảy ra. Vì mồ hôi chảy ra nó sẽ làm rửa trôi bớt kem chống nắng, nhưng đó chưa phải là điều quá kinh khủng. Còn điều số 3 đó chính là kem chống nắng sẽ bị khô trên làn da bạn. Hãy tưởng tượng đây chính là cái đồng ruộng bị nứt nẻ. Và khi đồng ruộng nứt nẻ thì nó sẽ không nứt toàn bộ ruộng mà nó sẽ nứt theo các cái chiều ngang và chiều dọc đan xen, tạo ra nhiều ô vuông như thế này. Và chính cái vùng nứt da là cái vùng da yếu nhất. Vậy thì nếu như các bạn bôi chống nắng mà không bôi đủ số lượng trong ngày, kem chống nắng bị khô và bị rửa trôi hoặc là tạo thành cái vết nứt như thế này thì đó chính là điển hình của những chị em mà chúng ta bị rối loạn sắc tố nhiều điểm. Không phải tất cả nhưng đây là một lý do cực kỳ quan trọng. Tức là nếu không bôi thì sẽ bị đen cả mặt hay là sạm cả miếng, gọi là mảng, gọi là nám mảng đó. Nhưng mà nếu dùng mà không đúng cách ấy, thì nó lại thành nhiều chấm 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 đen. Chính vì thế dùng cái chống nắng là cả một nghệ thuật đó. Điều tiếp theo đó là bị mụn khi dùng kem chống nắng. Khi mà chúng ta lựa chọn kem chống nắng cho các loại da khô hay là cho độ tuổi trung niên thì các bạn không có quá nhiều điều lưu ý ngoài chỉ số đi kèm. Nhưng đối với các bạn bị mụn thì đó là cả một vấn đề. Bởi vì có rất nhiều bạn dùng kem chống nắng xong thì chúng ta bị lên mụn bởi vì các bạn không để ý optional đi kèm. Và đương nhiên các bạn hãy nhớ rằng optional đối với các bạn da dầu mụn thì đó chính là oil free hoặc là non comedogenic. Đây là những option không thể thiếu khi mà các bạn lựa chọn bất kỳ sản phẩm nào cho da dầu mụn. Và một điều tiếp theo nữa đó chính là các bạn không dùng tẩy trang sau khi dùng kem chống nắng. Trước đây thì bác sĩ Hiếu không yêu thích quá nhiều tẩy trang, nhưng nó chỉ dành đối với những trường hợp những bạn mà tiếp da khô thôi. Bởi vì một điều lý thú là các sản phẩm liên quan đến kem chống nắng nó lại có khả năng tan rất tốt vào trong cổ nàng lông. Chính vì thế nó sẽ tạo điều kiện gây bít tắc đối với những loại optional không phù hợp. Chính vì thế tẩy trang sau khi dùng kem chống nắng là điều kiện tiên quyết. Tất nhiên các bạn hoàn toàn có thể có nhiều cách làm sạch mà không cần tẩy trang, nhưng không có lý do gì các bạn thêm một bước tẩy trang nữa thì không những làm sạch cái kem chống nắng còn làm sạch các cái da chết, những cái thành phần tan trong cổ lông một cách dễ dàng. Nên vẫn động viên các bạn là hãy tẩy trang sau khi dùng kem chống nắng, đừng lười, một bước thôi sẽ giúp bạn lên tiên đó. Lầm tưởng tiếp theo đó là chỉ quan tâm đến chỉ số SPF. Đây là một trong những sự lầm tưởng lớn nhất đối với các bạn lựa chọn kem chống nắng. SPF được đề cao quá mạnh khi mà luôn luôn chỉ nói đến SPF 50, 70, 100. Nhưng thực tế thì 32 và 50 nó đã không có nhiều sự chênh lệch, chỉ hơn nhau vài phần trăm thôi. Nhưng chỉ số PA mới là điều quan trọng. Nếu các bạn chỉ chăm chăm vào SPF thì da bạn mới chỉ bảo vệ được một yếu tố, đó là UVB gây ra sạm da, bọc da. Nhưng cái tia gây ra lão hóa mà các bạn phải mất nhiều năm bắt đầu nhìn thấy rõ.
Điều xảy ra khi các bạn dùng rất chăm chỉ skincare nhưng sau 5 năm nhìn lại da mình lại lão hóa nhanh hơn đối với những bạn cùng trang lứa. Chính vì thế hãy quan tâm đến chỉ số PA nhiều hơn. Và điều cuối cùng mà chị muốn nhấn mạnh và chia sẻ với các bạn đó chính là thành phần kem chống nắng để lựa chọn đối với những bạn da dễ nhạy cảm. Các bạn hãy hình dung xem khi chúng ta dùng chống nắng mà da lại dễ kích ứng, dễ mẩn đỏ, gây mẩn ngứa thì không những không giúp da bạn được bảo vệ mà khi gặp các tác nhân này nó lại dễ làm cho bạn da bị tổn thương và lại phải mất công dùng thuốc, dùng kháng histamine, dùng corticoid để xử lý kích ứng và điều này lại làm chậm đi quá trình chăm sóc da của bạn cũng như làm bạn già hóa nhanh hơn. Ok, vậy qua video này bác sĩ muốn nhấn mạnh với các bạn đó là dùng thôi chưa đủ mà hãy dùng đúng và dùng khoa học. Chúc các bạn sẽ có những làn da đẹp hơn và đừng quên nếu có các câu hỏi hãy comment xuống bên dưới hoặc inbox mình bác sĩ Hiếu để được giải đáp tốt hơn. Chúc các bạn sẽ có những làn da đẹp trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.